Cắt mí xong sẽ sưng khoảng bao lâu ạ? Cái vấn đề mà các bạn rất là băn khoăn đó là sưng nề nhiều không? Thì chia sẻ với các bạn đó là tùy thuộc vào cái mức độ can thiệp của mỗi người khác nhau. Như có những người mà can thiệp ít, tối thiểu, ví dụ như là nhân mí hoặc cắt mini thôi thì nó sẽ bình phục khá là nhanh. Thông thường nhất thì nó sẽ sưng nề nhiều trong vòng 3 ngày đầu, sau đó thì với can thiệp tối thiểu, can thiệp ít thì nó sẽ rất là nhanh bình phục thôi. Độ 7 ngày hoặc 2 tuần gì đấy là nó sẽ giảm sưng dần và bình thường sau 1-2 tháng. Tuy nhiên, có những cái bạn tình trạng nó khá là phức tạp, phải can thiệp nhiều, sử dụng nhiều kỹ thuật, và ví dụ như là loại bớt da dư này, mỡ này, cũng như là phải chỉnh cơ đó, thì cái mức độ nó sẽ phải nhiều hơn. Hoặc là những các chị, các cô lớn tuổi, chia sẻ với các bạn, những chị, các cô lớn tuổi, cái mức độ da nó lão hóa rất là nhiều đó, thì phải can thiệp phức tạp. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì chắc chắn rằng nó sẽ, cái mức độ sưng nề nó sẽ nhiều hơn và so với các bạn trẻ.